Roy Keane cãi lộn chỉ vì fan MU xin chữ ký. Huyền thoại của Manchester United là Roy Keane đã có những phút bức xúc bên ngoài sân Old Trafford sau trận MU để thua Man City 0-2 cuối tuần vừa rồi. Cánh săn ảnh đã thu được đoạn video có những lời của cựu danh thủ người Cộng hòa Ireland. Liệu điều này phải tiếp tục đến bao giờ? Loanh quanh ở đây cả ngày chỉ để ký tặng thôi sao? Tôi đã ký rồi đấy. Phía fan của MU cũng có người phản ứng lại với sự nổi nóng từ Roy Keane. Sao ông lại phản ứng như vậy? Ông là huyền thoại của câu lạc bộ cơ mà. Sự chỉ trích ngược từ các fan khiến Roy Keane càng thêm bực bội. Ông tiếp tục quát lên: "Sao? Anh thích gì? Tôi đã làm gì hả? Anh muốn gì? United vừa thua trận, còn anh thì đã uống ít bia đúng không? Hãy nói với các bạn của anh, đừng có lên mặt dạy đời tôi như thế." Sau đó thì Roy Keane bỏ đi thẳng. Không ít fan United ở đó vào thời điểm ấy đã cố gọi với theo Roy Keane bằng cụm từ gã khốn khiếp. Như chúng ta đã biết, Roy Keane đã chỉ trích kịch liệt hàng loạt cầu thủ MU khi tham gia bình luận trận derby Manchester. Cầu thủ bị Keane công kích nhiều nhất là Fred. Theo cựu danh thủ của United và đội tuyển Cộng hòa Ireland, ông không hiểu vì sao Solskjaer lại để một cầu thủ tệ như tuyển thủ Brazil thi đấu ở trận này.